Chào các bạn đến với channel của mình thì hôm nay mình sẽ cùng, cùng nhau phân tích con PLC này các bạn nhé Với <laughs> con PLC này thì đây là vùng ti đáy của nó Con này thì đáy cho kiểu mô hình vai đầu vai, vai trái này Đầu này, vai phải này, vai phải này Bên này đây Và có hiện tại là đang ti lại đây Là có phải SC này, trên này AR này Và đây chính là pha B của nó các bạn nhé, đây chính là pha B của nó Trong Một hộp đa vát này ừm xem nó đã tích lũy bao nhiêu ngày được con ơi. phạm vi ngày này đây một trăm mười bốn ngày tức là được ba à, tháng vòng hai mươi bốn ngày các bạn ạ rồi nó sẽ vào sâu hơn này con này có thể ra vốn là hai nghìn năm trăm tỷ số lượng cổ phiếu tám mươi triệu cổ phiếu như vậy con này một con penny các bạn nhé về phân tích dòng tiền g con này dạng tăng giá à tăng giá nhưng mà mình đánh giá nó vẫn là dạng tích lũy thôi nó vẫn là dạng tích lũy thôi các bạn ạ về định giá đây con ơi Định giá con này là 21.730 đồng con ạ Đây 21.730 đồng Và so với petro, so với giá thị trường thì trên lệch hơi lớn con ạ Đây trênh lệch hơi lớn nhá 32.000 cơ Về định giá theo mình ECF là 25.000 này P trên B là 16.000 này Đấy con nha 16.000 về hồ sơ hồ sơ con này trước là mở công ty phân hóa dầu đây dầu nhờn này đợi mình phân loại dầu à đâu chữ dầu thế mà sản phẩm dầu mỏ đâu xem nào sản phẩm dầu mỏ là có từ từ con ơi đâu rồi ta đây 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 dầu mỏ và khí đốt này plc từ từ để mình check lại thế à đây con này dầu mỡ nhờn nhựa đường này nhựa nhựa đường đấy con này nhưng mà con này làm nhựa đường là chính bạn nhá đầu tư công về cổ đông cổ đông con này nhà nước 79 như vậy là một công ty nhà nước bạn ạ nhấn lên đến tới 79 phần anh chỉ có 0,07 con ạ hay là cái này không được lắm nhỉ vì là một công ty nhà nước mà ban anh đạo ít như thế này thì khả năng là ban anh đạo sẽ rút ruột công ty con ạ có thể rút ruột công ty đấy về giao dịch cổ đông này vì tháng 2022 thôi con ạ về cổ tức cổ tức con này trả năm 2020 trả bằng 2.000 tiền bằng 2.000 đồng này nên không mốt tiền là 500 đồng này nên 022 trả bằng tiền là 2.500 đồng các bạn nhé Về tài chính con này Lợi nhuận số dưới là 26 tỷ So với các cái khác thì cũng được Theo năm nhé, theo năm thì Theo năm thì lợi nhuận không phải đột biến nhất Con này quý À 2 năm thì 021 là đột biến nhất này Nói chung thì vậy cũng được rồi Các bạn cân đối kế toán về tài sản Tài sản con này là 4.200 tỷ Nợ thì là 3.000 tỷ Nguồn chủ xứ là 1.300 tỷ, như vậy Con này Về tài chính là 2.22 Rồi tài sản chưa được, được về báo cáo tài chính báo cáo tài chính của này bạn có kế toán để tiền khoản tương tiền là khoảng 287 tỷ gọi là 300 tỷ còn phải thu ngân hạn là 1.200 tỷ gọi là 1.500 sản hàng tồn kho là 1.300 nữa vậy là được à, 2.800 hoặc 2.900 gì đấy nợ ngân hạn là 2.900 nói chung là cũng được mà về chính không lớn lắm về kết quả động kinh doanh con này xem nào doanh thu thuần là chúng ta có 2.182 tỷ dấu ngân hàng là 1.900 tỷ của đây 900 tỷ Như vậy là nhuận gọt còn 204 tỷ Trừ đi chi phí tài chính là 30 tỷ này Chi phí vay là 24 tỷ này Chi phí bán hàng 153 tỷ Cuối cùng là còn là 38 tỷ thôi 38 tỷ này thuê thuộc các thứ gì nữa là còn 26 tỷ Về lưu chuyển tiền tại gián tiếp con này Có thứ nhất lưu chuyển tại thời động kinh doanh Kho tài sản này khoảng 15 tỷ Nói cũng chấp nhận đấy nhưng mà Chắc là Với các quý khác này thì quý 3 là quý 1 năm 2023 này Quý 2 năm bạn này là nó hơi nhiều các bạn ạ nó hơi nhiều Lưu chuyển đến tại thời động kinh doanh là đang uh, dương 314 tỷ quán nhá có lưu chuyển từ đầu tư xem nào âm 58 tỷ như vậy dòng tiền vẫn dương tiền tại thời tài chính đây là vay 1.000 tỷ nhưng mà trả 1.300 tỷ rồi là âm 350 tỷ như vậy dòng tiền trong kỳ là âm gần 100 tỷ 95 tỷ cũng âm 95 tỷ nhưng mà âm này thì cũng có thể chấp nhận được các bạn này âm này thì cũng có thể chấp nhận được các bạn nhé này có thể cho nhận được mang đi để trả nợ mà thì mình đánh giá con này con này về mặt kỹ thuật thì hiện tại có cực kỳ bán sao ở bên trên rồi đấy kỳ bán sao kỳ bán nhất nó xuống bên dưới này có bên đề chiều đi lên nếu mà vậy thì bắt cho mình khoảng ba phần trăm chiều thứ hai chưa xuống đây này spin qua cái hộp đa vát này có bên đề chiều đi lên nếu mà có bên chiều đi lên thì bắt khoảng ba mươi bốn phần trăm cho mình Điều thứ ba là lên luôn lên luôn này thì à, nếu mà có lên luôn thật mà các bạn có bắt vào thì bắt mười phần trăm đấy các bạn nhé về mặt cơ bản cơ bản thì con này ưu điểm nhá ưu điểm thì ưu điểm thì là thời gian tích lũy này thời gian tích lũy cũng khá ổn rồi một trong bốn ngày tức là 3 tháng và 24 ngày điểm thứ hai đó chính là ví mô ủng hộ ưu điểm thứ ba là con này là lợi nhuận sau thuế là dương đây là ưu điểm của nó bạn ạ còn nhược điểm nhược điểm con này chúng ta sẽ có đó chính là đây là một công ty nhà nước này nhà nước mà ban lãnh đạo quá ít thế nên là ban lãnh đạo sẽ sẽ là du ruột công ty các bạn ạ du ruột công ty để điểm thứ hai thì sẽ là biên lợi nhuận thấp các bạn ạ biên lợi nhuận thấp như vậy hôm nay mình nhận cùng nhau phân tích con PLC nếu hôm like thì like ký nhá thôi tạm biệt tất cả các bạn bye bye